Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024. Và trong chương trình Thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành và địa phương để nghe báo cáo và cho ý kiến về dự thảo nghị định quy định về giá đất. Sức sống nông thôn mới đã thổi hồn cho các phum sóc thêm phần sung túc, ấm no hơn khi đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng khởi sắc. Bức tranh nông thôn mới càng được tô điểm đẹp hơn bên những công trình mới đáp ứng nguyện vọng của lòng dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã thảo luận về kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh thống nhất với nội dung báo cáo của đoàn giám sát. Theo đại biểu Trần Quốc Tuấn, nghị quyết số 43 được ban hành và tổ chức thực hiện trong bối cảnh đặc biệt khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra và gây tác động rất tiêu cực đến đời sống người dân. Nhưng với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, dịch bệnh COVID-19 đã từng bước kiểm soát và kết thúc, đưa đời sống xã hội trở lại trạng thái bình thường, thúc đẩy nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng trưởng vượt ngoài mong đợi. Trong 2 năm thực hiện nghị quyết, đã có 21 văn bản quy phạm pháp luật liên quan được ban hành, tạo hành lang pháp lý, góp phần quan trọng thực hiện cơ bản, hoàn thành 5 quan điểm, 3 mục tiêu của nghị quyết số 43. Phần lớn các chính sách được thực hiện khá thành công, giúp tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng trong nước, làm giảm chi phí đầu vào, kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, đại biểu Trần Quốc Tuấn cũng cho rằng, mặc dù triển khai quyết liệt, nhưng một số chính sách có kết quả thực hiện thấp. Số liệu đánh giá tình hình thực hiện các chính sách cụ thể cho thấy, có 7 chính sách có chỉ tiêu định lượng đề ra theo nghị quyết số 43, triển khai thực hiện không đạt kế hoạch đề ra. Trong đó có một số chính sách lớn được ưu tiên, dành nguồn lực lớn, nhưng kết quả đạt được rất thấp như chính sách hỗ trợ lãi suất thông qua hệ thống ngân hàng thương mại chỉ đạt 3,05%, hay chính sách đầu tư mới cải tạo nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở trợ giúp xã hội, đào tạo nghề, dạy nghề, giải quyết việc làm chỉ đạt 37%, hoặc chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt 55,7% kế hoạch. Báo cáo của đoàn giám sát cũng chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế, nêu những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong 4 nguyên nhân chủ quan nêu trong báo cáo và được trích lại trong dự thảo nghị quyết, có 2 nguyên nhân mà tôi đặc biệt quan tâm, đó là 1. Tình trạng đùn đẩy né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ dẫn đến giải quyết công việc chưa hiệu quả. Một số doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ nhưng có tâm lý e ngại, công tác thanh tra, kiểm tra, tăng chi phí, phát sinh thủ tục. 2. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, văn bản hướng dẫn cụ thể một số chính sách có quy định chưa rõ, chưa thống nhất dẫn đến chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp. Có chính sách chưa đạt mục tiêu đề ra, ảnh hưởng đến kết quả chung của tình hình thực hiện nghị quyết. Theo tôi, đây là 2 nguyên nhân chính và là rào cản lớn nhất hiện nay dẫn đến tình trạng làm trì trệ, giảm hiệu lực hiệu quả của nghị quyết 43 nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung. Tôi thấy một hiện tượng đáng lo ngại là từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, cả 2 nguyên nhân hạn chế này đều xuất hiện trong hầu hết các báo cáo trình tại kỳ họp Quốc hội. Điển hình là chỉ riêng nghị quyết 43 tại phụ lục số 5 kèm theo báo cáo của đoàn giám sát nêu có đến 70 nội dung của 27 địa phương bộ ngành kiến nghị về hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan. Còn trong báo cáo số 135 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ trình Quốc hội, báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật có đến 545 nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật khó thực hiện, trong đó có 69 nội dung mâu thuẫn chồng chéo và 476 nội dung vướng mắc bất cập. Thực trạng này rất đáng quan tâm và cần phải có giải pháp căn cơ để khắc phục. Không thể kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế của đất nước. Tôi đồng tình với việc kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết số 43 như dự thảo trình Quốc hội. Tuy nhiên, để nghị quyết 43 được triển khai đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới,
tôi trân trọng kiến nghị đề xuất đến Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm đến 3 nội dung sau đây. Một là khẩn trương chỉ đạo đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả các nội dung tồn tại hạn chế nêu trong báo cáo của đoàn giám sát. Lưu ý đặc biệt quan tâm đến việc tháo gỡ điều kiện vay vốn cho doanh nghiệp. Vì theo khảo sát, có đến 56,7% doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục tiếp cận các khoản vay theo gói hỗ trợ này. Và đa số doanh nghiệp cho biết điều kiện cho vay khó khăn là trở ngại lớn nhất đối với các doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục tiếp cận khoản vay theo gói hỗ trợ lãi suất 2%. Hai là, ngay sau kỳ họp này, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành tập trung nghiên cứu xem xét hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho 27 địa phương, bộ ngành với 70 kiến nghị được tổng hợp tại phụ lục số 5 ban hành kèm theo báo cáo của đoàn giám sát. Ba là, chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách đến từng doanh nghiệp đủ điều kiện biết để tham gia. Vì theo kết quả khảo sát doanh nghiệp của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đối với chính sách hỗ trợ lãi suất 2% trên năm thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại thì chỉ có 29,5% doanh nghiệp biết tới chính sách này, trong đó chỉ có khoảng 2% doanh nghiệp đã nhận được khoản vay theo chương trình hỗ trợ lãi suất 2%. Kính thưa Quốc hội, theo báo cáo của Chính phủ, hiện nay lĩnh vực đầu tư tư nhân tiếp tục tăng trưởng thấp, vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước năm 2023 chỉ tăng 2,7%, chỉ bằng 20% mức tăng bình quân giai đoạn 2015-2019. Và trong 4 tháng đầu năm 2024, đã có 86.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong khi đó chỉ có 81.300 doanh nghiệp thành lập mới, cho thấy ngay trong giai đoạn này có nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn về vốn, về lao động, về thị trường tiêu thụ. Do vậy, ngoài những chính sách nêu trên, để triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết 43 của Quốc hội, tôi trân trọng đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu có giải pháp tổng thể hơn, toàn diện hơn để hỗ trợ phát triển hệ thống doanh nghiệp cả nước đang kiệt sức. Trong đó, đề xuất Chính phủ cần chỉ đạo khẩn trương ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn các luật mới được Quốc hội thông qua trong thời gian sớm nhất như luật đất đai sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi, luật giá sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi để tạo cơ sở hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay. Cá biệt hơn, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 vừa rồi đã thông qua nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành trung ương sớm nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách ưu đãi bổ sung để thu hút giữ chân các nhà đầu tư chiến lược. Nếu chúng ta trở bộ chậm chạp, nhà đầu tư sẽ bỏ chúng ta ra đi. Mặt khác, khi hệ thống văn bản pháp lý hoàn chỉnh sẽ khắc phục được tình trạng một bộ phận cán bộ có tâm lý né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ đang xảy ra trong bộ máy hành chính nhà nước hiện nay. Cùng tham gia thảo luận, đại biểu Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh khẳng định, nghị quyết số 43 đã thể hiện rất rõ tinh thần ứng dạng biến của Quốc hội. Khi nghị quyết được ban hành rất nhanh, rất sớm, và ngay sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết này, thì Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 11 để triển khai thực hiện. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết số 43 một cách khoa học, kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả đã góp phần tạo động lực đáng kể cho quá trình phục hồi kinh tế, như báo cáo của đoàn giám sát đã nêu. Bên cạnh đó, đại biểu Thạch Phước Bình cũng cho rằng, quá trình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nói chung và nghị quyết số 43 nói riêng còn có các bất cập như một số văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế về tính rõ ràng, chồng chéo và tính khả thi, dẫn đến việc nhiều bộ ngành và địa phương phải tổ chức xin ý kiến hướng dẫn hoặc gây thêm chi phí về thời gian, tài chính không cần thiết cho doanh nghiệp, hay chưa tạo được cách tiếp cận và động lực đủ mới cho cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Qua thực tế giám sát tại địa phương, tôi kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm thêm 5 nội dung như sau. Thứ nhất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét tình hình thực tế có thể cho điều chuyển nguồn vốn đối với các chính sách kém hiệu quả sang các chính sách mà xã hội, người dân đang có nhu cầu để nhằm phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ. Thứ hai, Chính phủ xem xét tăng thêm nguồn vốn cho địa phương thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61 ngày 9 tháng 7 năm 2015, Nghị định số 74 ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ vì nhu cầu vay rất lớn, song nguồn vốn chưa đủ đáp ứng. Tiếp tục kéo dài thời gian hỗ trợ lãi suất cho các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị định số 36 và các chính sách giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp. Sớm ban hành nghị định hướng dẫn
luật đấu thầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Thứ ba, xem xét sửa đổi bổ sung Nghị định số 02 ngày 9 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ theo hướng nâng mức hỗ trợ người chăn nuôi gia súc, gia cầm bị tiêu hủy do thiên tai dịch bệnh nhằm tạo điều kiện để người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống vì mức hỗ trợ thiệt hại hiện nay không còn phù hợp với giá cả thực tế. Xem xét ban hành chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. Thứ tư, cần quan tâm chú trọng hơn nữa đến đảm bảo quyền tham gia và hưởng lợi của các tầng lớp nhân dân. Thứ năm, tôi đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ tổ chức đánh giá đầy đủ, khoa học, có sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà khoa học về quá trình tổ chức thực hiện các giải pháp của Nghị quyết 43, dư địa tài khoá và tiền tệ hiện nay. Trên cơ sở đó, tôi kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu xem xét có thể cho kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 43 hoặc nghiên cứu khả năng xây dựng một chương trình phục hồi kinh tế mới trong giai đoạn 2024-2025 nhằm tiếp tục rà soát, hỗ trợ cho các đối tượng kịp thời tháo gỡ những khó khăn bất cập trong thời gian qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận về nội dung này, sau đó tiến hành thảo luận ở tổ về hai nội dung gồm chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông - Chân Thành - Bình Phước và điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chiều ngày 24 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành và địa phương để nghe báo cáo và cho ý kiến về dự thảo nghị định quy định về giá đất. Dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Dự thảo nghị định này quy định về phương pháp định giá, xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, định giá đất cụ thể, điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất, áp dụng phương pháp định giá đất của các trường hợp chuyển tiếp theo quy định của luật đất đai. Theo Bộ Tài nguyên Môi trường, dự thảo nghị định có 6 chương, 41 điều, trong đó chương 2 và chương 3 tập trung về quy định giá đất bao gồm trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp so sánh, theo phương pháp thu nhập, theo phương pháp thặng dư, theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, xây dựng bảng giá đất. Cũng theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 23 tháng 5, đã có 17 trên 17 thành viên chính phủ đồng ý với toàn bộ nội dung dự thảo, nghị định quy định về giá đất. Trong đó có 4 trên 17 thành viên chính phủ đồng ý và có thêm ý kiến khác. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, tư vấn xác định giá đất, các phương pháp tính thặng dư phù hợp thực tế, thời điểm áp giá, áp hệ số tính so sánh giá thị trường, bố trí nguồn kinh phí trong thực hiện công tác định giá đất. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao ý kiến của các đại biểu và yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, sớm hoàn thiện dự thảo nghị định. Bên cạnh đó còn một số vấn đề cần phải xin ý kiến Chính phủ một lần nữa để giải quyết các yêu cầu thực tiễn đang đặt ra, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Trà Vinh vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Trà Vinh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có bà Kiên Thị Minh Nguyệt, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh. Qua 2 năm rưỡi thực hiện nghị quyết đại hội bằng nhiều giải pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Trà Vinh đã hoàn thành đạt và vượt 10 trên 10 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cụ thể, chỉ đạo 10 trên 10 hội cơ sở xây dựng, nhân rộng, duy trì các loại hình để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trao dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết. Hỗ trợ cho 94 hộ nghèo, hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, dự kiến thoát nghèo và thoát cận nghèo. Phát triển mới 1 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác. Hỗ trợ 131 phụ nữ khuyết tật trên địa bàn với số tiền trên 98 triệu đồng. Thành lập mới 3 câu lạc bộ phụ nữ tiểu thương, 7 câu lạc bộ nữ thanh niên, một tổ phụ nữ cao niên, công nhận và ra mắt 46 hội viên danh dự. Đến nay có 10 trên 10 cơ sở hội đạt tỷ lệ tập hợp hội viên trên 60%. 10 trên 10 hội cơ sở đăng ký thực hiện 138 mô hình dân vận khéo. Vận động hội viên tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%.
Qua các hoạt động đã biểu dương 89 tập thể, 404 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trà Vinh, đề nghị trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Trà Vinh cần tiếp tục hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, phát huy vai trò của phụ nữ trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, gắn với công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ, phát động mạnh mẽ phong trào hành động cách mạng của phụ nữ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Phụ nữ đã đề ra. Hội Liên hiệp Phụ nữ quyền Tiểu Cần vừa tổ chức sơ kết tình hình hoạt động nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Trịnh Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đến dự. Hoạt động nổi bật của các cấp hội phụ nữ trong quyền Tiểu Cần nửa nhiệm kỳ qua là phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch và năm có ba sạch, đặc biệt là hai khâu đột phá về đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm lẫn dụng công nghệ thông tin, tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh và ba nhiệm vụ trọng tâm của hội về hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình, xây dựng phụ nữ Tiểu Cần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Trong đó, hội đã phát động đăng ký mới được 11 mô hình dân vận khéo với 41 câu lạc bộ, tổ nhóm, 380 thành viên trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua đó, có một số mô hình được các cấp biểu dương, khen thưởng như mô hình 1 cộng 1 về vận động tham gia bảo hiểm xã hội, mô hình mẹ đỡ đầu, mô hình vận động hộ dân tộc Khmer tham gia bảo hiểm y tế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiểu Cần đánh giá cao những kết quả mà hội phụ nữ các cấp trong huyện đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng lưu ý các cấp hội tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện tốt một số lĩnh vực trọng tâm như khuyến khích các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của phụ nữ trong sản xuất kinh doanh, quy động tốt các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ phong trào khởi nghiệp, giải quyết việc làm và an sinh xã hội, chủ động thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương. Tối hôm qua ngày 24 tháng 5, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức diễn đàn văn hóa học đường, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Hội thảo khoa học cấp quốc gia về xây dựng văn hóa học đường, thực trạng và giải pháp hiện nay. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Diệp Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh cho biết, diễn đàn văn hóa học đường góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam là cơ hội để nhìn lại những thành tựu đã đạt được và chỉ ra những khó khăn thách thức tồn tại trong quá trình xây dựng môi trường văn hóa học đường của hệ thống giáo dục nói chung và ở từng cơ sở giáo dục nói riêng. Đây còn là diễn đàn để các nhà quản lý, các nhà giáo dục, phụ huynh và học sinh sinh viên cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quý báu, những mô hình hay, những sáng kiến mới để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xây dựng môi trường văn hóa học đường ngày càng phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới và khát vọng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. Với ý nghĩa đó, tham gia diễn đàn các sinh viên Trường Đại học Trà Vinh được lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, tỉnh đoàn và các chuyên gia nghiên cứu về văn hóa học đường chia sẻ nhiều vấn đề xoay quanh về các chủ đề trường học hạnh phúc, vai trò của tổ chức đoàn trong việc xây dựng văn hóa học đường, môi trường văn hóa học đường tại Trường Đại học Trà Vinh và định hướng phát triển của trường. Bên cạnh đó, tham gia diễn đàn, các sinh viên còn được chia sẻ nhiều vấn đề về các loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của cộng đồng các dân tộc Nam Bộ ở Việt Nam. Nhân dịp này, tổ chức từ thiện Yuji Đài Loan cũng đã trao tặng nhiều dụng cụ y tế, phòng ngừa dịch bệnh và hỗ trợ toàn phần học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho 15 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường Đại học Trà Vinh với tổng kinh phí gần 174 triệu đồng. Ngoài ra, tại diễn đàn, tổ chức này còn trao tặng nhiều phần học bổng cho sinh viên đạt thành tích cao trong học kỳ 1 năm học này. Thưa quý vị, Trà Cú là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer nhất trên địa bàn tỉnh. Điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều hạn chế. Vượt qua mọi khó khăn thách thức, sau hành trình 13 năm xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trà Cú vinh dự đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới.
qua đó giúp tỉnh Trà Vinh đạt nội dung số 1, có 100% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đối với các huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 phải rà soát, chỉ đạo thực hiện đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trà Cú là huyện vùng sâu của tỉnh Trà Vinh, với trên 60% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, trong đó có 5 xã đặc biệt khó khăn nằm trong chương trình 135 của chính phủ. Qua 13 năm nỗ lực vượt khó, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân, huyện quy động tổng nguồn lực gần 4.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Đến cuối năm 2023, Trà Cú xây dựng đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, 15 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã nông thôn mới nâng cao, 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Đặc biệt, sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Trà Cú đạt trên 99,9%. Đây cũng là thước đo phản ánh chất lượng xây dựng nông thôn mới của địa phương. Năm gần đây thì thấy đời sống của bà con người dân tộc Khmer đa số thì phát triển rất là nhiều. Ví dụ như về trình độ học thức, rồi về cái kinh tế gia đình, rồi về cái nuôi dạy con nó đều phát triển hết. Từ khi mà xã lên nông thôn mới hiện giờ thì mình thấy ví dụ như là đường, trường, trạm, điện, nước, rồi tất cả hạ tầng như là kinh gạch để phục vụ cái nội đồng rồi nó cũng thấy đã hoàn thành và đã hoàn thiện. Đối với người dân chúng tôi thì thấy hài lòng với cái kết quả xây dựng nông thôn mới. Về Trà Cú hôm nay, sức sống nông thôn mới đã thổi hồn cho các phân sóc thêm phần sung túc, ấm no hơn khi đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng khởi sắc. Bức tranh nông thôn mới càng được tô điểm đẹp hơn bên những công trình mới đáp ứng nguyện vọng của lòng dân. Những tuyến đường mới nối ấp, xóm liền xóm như đã xua đi sự xa xôi, hẻo lánh và mở ra cơ hội cho phân sóc phát triển. Nói về bộ mặt nông thôn mới của xã Long Hiệp thì rất là phấn khởi và khởi sắc. Cũng thấy rõ ràng cũng như cái tuyến đường mới đang làm này nọ cũng trồng hoa trồng kiến rất là đẹp. Rồi nói về đường điện trường trạm này nọ đã là công nhận là coi như là trường đạt chuẩn quốc gia. Đường đang bây giờ là được đường xây dựng lại như vậy, coi như là nhân dân ở đây rất là phấn khởi. Cảnh đó thì coi như là dân tộc Khmer bây giờ cũng thấy là thoát nghèo cũng bền vững cũng rất là nhiều, coi như là cũng gắng làm ăn đủ thứ hết luôn. Điểm sáng nổi bật nhất trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Trà Cú đó là hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang, đáp ứng nhu cầu dân sinh. Tính đến nay, 15 trên 15 xã có 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, đảm bảo các phương tiện đi lại thuận tiện quanh năm. Hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng khép kín, chủ động phục vụ nước tưới tiêu cho trên 97% diện tích đất nông nghiệp. 100% trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất, trong đó có trên 91% trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng thường xuyên an toàn đạt trên 99,9%. Nếu như năm 2011, Trà Cú là huyện còn tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh với trên 33% dân số, thì đến nay con số này đã được kéo giảm xuống mức thấp nhất, hiện chỉ còn 2,43%. Bên cạnh đó, lĩnh vực kinh tế có bước phát triển khá toàn diện ở cả 3 khu vực. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt trên 14.000 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 63 triệu đồng một người một năm, tăng khoảng 36 triệu đồng một người một năm so với năm 2016. Tân Hiệp đó là đặc thù là người dân tộc Khmer chiếm trên 81,72%. Trước đây đó thì được chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện hỗ trợ, đặc biệt là việc đất ở, nhà ở, rồi chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất. Từ đó cái tình hình đời sống của người dân xã Tân Hiệp nói chung và người dân tộc Khmer nói riêng thì đã có cái bước khởi sắc hơn trước đây. Đối với của Tân Hiệp trước đây đó là khoảng năm 2012 đó là còn 1.532 hộ nghèo. Tuy nhiên từ đó đến nay thì của Tân Hiệp chỉ còn 2,47% hộ nghèo. Trong đó thì hàng năm cũng chú trọng đặc biệt giảm đối với là hộ nghèo mà người đồng bào dân tộc Khmer là khoảng 2%. Đó, đến giờ phút này thì hộ nghèo của người đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Tân Hiệp đó cũng khoảng 1,72% so với tổng số của toàn xã, có giảm khoảng từ 5-6% mỗi năm. Trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân trong huyện sẽ tiếp tục giữ vững và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, hướng đến xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu,
phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao sau năm 2025. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn huyện để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển, nhất là hạ tầng về giao thông nông thôn, trường học, thiết chế văn hóa, nhà ở dân cư. Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân, tăng cường liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ các mặt hàng nông sản của huyện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản phẩm ô cốp, phát triển ngành nghề nông thôn, tranh thủ đầu tư để cảng cá Định An trở thành trung tâm nghề cá của tỉnh và trở thành trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng được nhu cầu phát triển. Sau hành trình 13 năm nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trà Cú vinh dự đón bằng công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đây cũng là địa phương cuối cùng của tỉnh Trà Vinh về đích huyện nông thôn mới. Tính đến nay, toàn tỉnh có 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, góp phần giúp tỉnh Trà Vinh đạt 8 trên 8 nội dung tỉnh nông thôn mới theo quyết định số 321 của Thủ tướng Chính phủ quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.